Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của chiến thuật. Chiến thuật có nghĩa là gì? Định nghĩa của chiến thuật: thứ nhất, khoa học và nghệ thuật sắp xếp và điều động lực lượng trong chiến đấu. Thứ hai, nghệ thuật các kỹ năng được sử dụng phương tiện của sẵn, có sẵn để hoàn thành một kết thúc. Thứ ba, hệ thống hoặc phương thức thủ tục. Chiến thuật kinh doanh là gì? Chiến thuật kinh doanh là chiến lược vi mô tận dụng các tình huống kinh doanh khi chúng phát triển. Chúng là những kế hoạch nhanh chóng có thể hành động hỗ trợ chiến lược chung của một tổ chức. Định nghĩa chiến lược kinh doanh là những kế hoạch nhanh chóng có thể hành động tận dụng các cơ hội kinh doanh khi chúng phát triển. Tại sao chiến thuật quan trọng? Trong bối cảnh bóng đá, chiến thuật có thể được mô tả như một cách đội quản lý không gian, thời gian và hành động cá nhân để giành chiến thắng trong một trò chơi. Mỗi hành động cá nhân của mỗi người chơi có thể quan trọng đối với các chiến thuật đã được thống nhất. Hành động của người chơi cần phải hướng đến mục tiêu, và mục tiêu đó phải là chiến thắng trận đấu. Chiến lược so với chiến thuật là gì? Các thuật ngữ chiến thuật và chiến lược thường bị nhầm lẫn. Chiến thuật là phương tiện thực tế sử dụng để đạt được mục tiêu, trong khi chiến lược là kế hoạch chiến dịch tổng thể. Do đó có thể bao gồm các mẫu phức tạp hoạt động và quyết định chi phối chiến thuật thi công. Ví dụ về chiến thuật là gì? Những ví dụ chiến thuật sau đây. Thứ nhất, thị trường. Một thương nhân mua cổ phiếu mà cô ấy thường không mua đơn giản chỉ vì giảm giá thấp, một cách phi lý do kết quả của quá trình đầu tư. Thứ hai, thời tiết. Thứ ba, địa điểm. Thứ bốn, bảo mật thông tin. Thứ năm, môi trường. Thứ sáu, giá cả. Thứ bảy, khuyến mãi. Thứ tám, chuỗi cung ứng. Chiến lược và chiến thuật trong kinh doanh là gì? Chiến lược và chiến thuật là hai điều khác nhau. Chiến lược đề cập đến một hướng tới một mục tiêu. Chiến thuật là những hành động được thực hiện để hỗ trợ chiến lược đó. Hầu hết các doanh nghiệp đối phó với 5 loại chiến lược và chiến thuật được sử dụng để đạt được các mục tiêu chiến lược. Thứ nhất, sản phẩm. Thứ hai, giá cả. Thứ ba, tiếp thị. Thứ bốn, hoạt động. Thứ năm, chiến lược tài chính. Chiến thuật thể thao là gì? Chiến thuật là những kỹ năng cần có trong bất kỳ trò chơi nào, cho phép người chơi hoặc đối xử dùng hiệu quả tài năng và kỹ năng của họ để có lợi thế tốt nhất có thể. Chiến thuật là các kế hoạch được thiết lập cho một mục đích cụ thể trong mỗi biểu diễn hoặc trận đấu. Chiến thuật có thể được chia thành các khía cạnh khác nhau trong thể thao. Sự khác biệt giữa tư duy chiến lược và chiến thuật là gì? Ở cấp độ rộng, bạn có thể nghĩ về tư duy chiến lược như cấp kế hoạch dài hạn để đạt được tầm nhìn và đặt mình vào tình huống thuận lợi. Tư duy chiến thuật là lập kế hoạch ngắn hạn để giải quyết tình huống hoặc tận dụng tốt nhất nó. Với tư duy chiến lược, bạn cố gắng tránh các vấn đề. Làm thế nào tôi có thể cải thiện tư duy chiến thuật của mình? 4 bước để chuyển từ tư duy chiến thuật sang tư duy chiến lược. Thứ nhất, bước 1, ủy quyền các công cụ nhỏ. Thật khó để từ bỏ nhiệm vụ, đặc biệt là khi nó nhanh chóng mà bạn chắc chắn rằng mình có thể hạ gục sau 20 phút. Bước 2, chọn thời gian để lập chiến lược. Dành thời gian mỗi ngày để vạch ra những gì bạn sẽ hoàn thành vào ngày hôm đó. Bước 3, đánh giá các vấn đề chiến lược. Bước 4, lập kế hoạch. Tư duy chiến thuật là gì? Tư duy chiến thuật là lập kế hoạch ngắn dài hạn để giải quyết tình huống và hoặc tận dụng tốt nhất nó. Với tư duy chiến lược, bạn cố gắng tránh các vấn đề. Với tư duy chiến thuật, bạn sẽ cố gắng giải quyết vấn đề với chi phí và tài nguyên ít nhất. Một người có chiến thuật là gì? Tính từ hoặc liên quan đến chiến thuật, đặc biệt là quân đội, hải quân, quân chiến thuật, đặc trưng bởi các chiến thuật khéo léo hoặc thủ thuật, tác động, chiến thuật, hoặc liên quan đến một cuộc điều động, hoặc kế hoạch hành động,
được thiết kế như một phương tiện để đạt được một kết thúc mong muốn hoặc lợi thế tạm thời. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.